đọt môi hồng cho anh mượn đất anh trong vụ khoai. Nắng che tay bước ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai. Bằng chân năm ngón xinh ngoan xin em đi trong nắng chang chang. Chẳng xin anh trông sao thấy hoang mang vì thương em nhất trong cái đám trai đang là anh là anh chứ không ai. Chồng em trong tương lai mù có chính cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em hoài. Ơi em cô gái vân đào em ưng anh kết đục hồng pháo hoa.
chia con nước trôi mênh mang hai dòng. Lỡ quay anh thì nói tiếng chứ có gì đâu mà lo. Anh thương em mưa nắng dãi dầu, mà thương em cực quá nên anh gối đầu sang thưa. Anh thưa mấy cầu đi qua cầu để đón em này. Cái cầu nhỏ xíu lắc lư qua mấy nhịp cầu để nối bên dòng sông. Hội nhà gái thì bên nhà trai có đem là mang qua là 6 mâm 9 lễ và một đôi có đèn tơ hồng, có đèn tơ hồng đúng không? Không có đôi đèn hả? Không có đem đôi đèn hả? Đem đủ rồi. Lấy ra chứ, nữa hồi xá chứ con. Quà, để khu quà. Chú Khanh trao quà giùm đi chú Khanh. Tiếp tục cho xin mời cô dâu qua để làm lễ từ Văn Thái Đường trao quà cho đeo bông trao quà.
em sắc nét tóc đen da vàng vẻ đẹp châu Á. Cuộc đời này mà cứ được em là giàu ra. Người gì đâu sao mà xinh chắc là gen của mẹ. Lễ phép thêm ngoan hiền chính xác là nhờ bà. Dáng đi thức tha ăn nói từ nhỏ nhẹ và đến từ chính là em đây chứ tìm chi đâu xa. Từ đây về sau ta đi cùng nhau em mà. Dẫu có gian nan ngắm nhìn em vượt qua luôn à. Đôi mắt em như ngọc ngà làm lòng anh say mê người là. Anh bình minh sáng soi chiếu nơi lẻ loi đắm say. Hai con cầm đô đèn lên xá, trước này ba xá rồi quay vô trung thờ xá bốn xá rồi dựng lên. Chừng cái tôi có ấy cái con phải được dựng đứng lên vậy nè. Cái tim nó vậy nè. Đó. Rồi hai con cầm nhau xá ba xá. Rồi hai con quay vô xá. Rồi con quay lại đưa cái tim lên coi. Dựng xác cái chỗ nào đó. Ở vô cái kẻ đó con. Ở dựng đứng cái giữa tường đó con. Giữa vô tường á. Rồi ok đó. Rồi hai con quay lại đi. Này xong rồi lại cho một lái đường nó xong rồi là tới giờ thỉnh họ rồi rước dâu rồi mời bên nhà gái để chuẩn bị để đưa cô dâu về bên xuôi. Hãy subscribe.
qua ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Em đừng có xin tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúng bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi, xuất sắc em ơi hai ta lại nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rượu giao môi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà còn đông đúng chung vui anh mang yêu quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bạc đầu. Giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rượu giao môi, quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Bà còn đông đúng chung vui anh mang yêu quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bạc đầu. Hai đứa còn đốt nhang xá, xá được rồi. Xá được khỏi đốt nhang, tôi xá đi. Không quay gì bằng thằng xá đi. Rồi vô rót rượu, đứa này là bà dì Tư, phải không Út? Bà dì Tư.
Huy tìm được một đứa yêu thương của cuộc đời mình, đó chính là cô gái được mang tên Mỹ Hằng. Và ngày hôm nay cô dâu chú rể của chúng ta đã chính thức nắm tay ra mắt ban viên hai họ hai bên. Giờ đây không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin được mời quý vị hãy cùng lướt mắt về sân khấu để chào đón cặp đôi Tân Lan và tình duyên nhân đẹp nhất của ngày hôm nay, đó chính là chú rể Gia Huy cùng với cô dâu Mỹ Hằng sẽ cùng nắm tay tiến về sân khấu. Ngày hôm nay chúng ta hãy chúc cho đôi lứa hai nhà chung một ngõ, tức trên những gì đôi lứa được tấm tình. Ngày hôm nay cô dâu và chú rể chúng ta tìm đến được với nhau là không thể thiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của những người cha người mẹ. Và giờ đây Mỹ Sinh xin được phép giới thiệu và mời lên sân khấu đại diện chủ hôn hai bên gia đình. Đầu tiên về phía họ nhà trai sẽ được trân trọng giới thiệu bà Đặng Huyền Trang tới từ số 40 ấp Lợi Đức, xã Đông Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Về phía họ nhà gái sẽ được trân trọng giới thiệu ông bà Trương Minh Tài, Đoàn Thị Phương Thúy tới từ ấp Phú Tây, xã An Mỹ, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Và bên cạnh đó thì Mỹ Sinh cũng xin được mời dì hai của chú rể cùng tiến về sân khấu ạ. Và sau đây xin được mời tất cả quý vị quan khách hãy dành cho đại gia đình chúng tôi một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào mừng ạ. Vậy thân mến, trên sân khấu chính là đại gia đình hạnh phúc nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Và Mỹ Sinh cũng xin được thay mặt cho đại gia đình cùng với cô dâu chú rể xin gửi lời tri ân đến tất cả cô chú anh chị em mình ngày hôm nay đã không ngại từ xa xa xôi đến đây chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Và trong khi thời gian diễn ra buổi lễ, buổi tiệc có niềm vui sâu sắc thì xin cô chú anh chị em vui lòng bỏ qua cho gia đình chúng tôi, xin được chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và sau đây để thay lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất thì Mỹ Sinh sẽ được mời đại gia đình dành hai lễ chào đến tất cả quý vị quan khách ạ. Nhất lễ, nhì lễ, lễ thần và xin một tràng vỗ tay chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, người ta nói rằng đố ai đếm lúa mấy cây, đếm sông mấy khúc, đếm mây mấy tầng, và đố ai hiểu hết được công ơn sinh thành dưỡng dục của những người cha người mẹ. Và giờ đây thì Mỹ Sinh sẽ được phép mời cô dâu chú rể hãy nâng những ly rượu hiếu kính của mình đến đấng sinh thành ạ. Và hai ly rượu đầu tiên xin được mời cô dâu và chú rể nâng lên, mời mẹ và dì hai của chú rể ạ. Và hai ly rượu kế tiếp thì Mỹ Sinh xin được phép mời cô dâu chú rể nâng lên, mời cha và mẹ của cô dâu. Trường hồng dân kính mẹ cha, một lời chúc phúc hay là ghi ân, vì con cha mẹ chống già, ân sâu nghĩa đặng như là biển đông. Và giờ đây xin được mời chú rể trở về vị trí của mình nè. Để gia đình chúng ta cùng nhau cùng ly ạ. Và quý vị ơi, mình giữ chúng ta cùng nâng ly thật cao và hơi thật to cùng với chúng tôi ạ. Một, hai, ba, chúc nâng ly cùng chúc rể nhau sống hòa bên nhau đến tận đâu, đầu lòng xin trai sâu xin gái, họ hàng hai bên thỏa nỗi lòng mà. Rồi gia đình nhìn máy con nha. Má hay chồng chị hay quá. Một, hai, ba. Vâng bà, giờ đây thì Mỹ Sinh xin được phép mời cô dâu và chú rể hãy bày tỏ tình cảm của mình đối với cha và mẹ. Và đầu tiên thì cho phép Mỹ Sinh được hỏi chú rể là đã bao lâu rồi chú rể không có nói mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm, đã bao lâu rồi chú rể không có ôm hôn mẹ đi chú rể? Chú rể nói là cũng rất là lâu rồi, từ hồi lớn tới giờ á là chắc chú rể cũng không có ôm mẹ, tại vì chú rể á là con trai nhiều khi á cũng không có bày tỏ cảm xúc. Vậy ngày hôm nay chú rể ơi, xin được mời chú rể nhìn thẳng vào ánh mắt của mẹ mình và nói mẹ ơi con cảm ơn mẹ nha mẹ, con cảm ơn mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này, và xin được mời chú rể ôm hôn mẹ một cái nha. Cảm ơn mẹ. Khi mà chú rể nói á, mẹ ơi con muốn vợ rồi, mẹ đã chuẩn bị sinh lễ trầu cao để rước cô dâu về nhà cho chú rể nè. Thế vậy mà chú rể còn mắc cỡ nữa. Bây giờ mình quay qua mình hôn mẹ một cái mạnh dạn nha. Từ từ chú rể ơi, quay phim gì lâu lâu. Vâng, cảm ơn chú rể và cảm ơn okay, tình cảm dạ này ạ.
Và xin được mời cô dâu cũng quay qua âm thanh mẹ mình luôn nha. Mấy ngày nào nó còn về cung qua từng bậc cửa. Mà giờ thì con đã lên xe hoa xếp với đời nhà chồng. Thì chắc hẳn cho cuộc đời làm cha làm mẹ không ai tránh khỏi những giây phút xúc động của người có đất ngoài. Và xin được mời cô dâu cũng quay qua ôm hôn cha một cái luôn nha. Tại vì cha là một người trọng tính ít nói. Không có bao giờ cha nuôi con mà cha than cực than khổ. Không có bao giờ mà con thấy nỗi buồn trên gương mặt của cha. Không có bao giờ con nghe cha nói á, thằng ơi bữa nay cha đi làm cha nuôi con cha cực quá. Chẳng bao giờ cha nói vậy hết trơn. À, cháu gãy sao không? Rồi, ok nhau. Vâng, và xin được cảm ơn chủ hôn hai bên gia đình rất nhiều ạ. Và con xin được mời bà Xui, bắt tay bà Xui ạ. Thì từ cái bắt tay này tình thân gia hai nhà đã thành một. Kính thành hai bên xui xẻ ra, chúc cho tình cảm hai nhà kêu sơn cái bóng bằng mà bình lâu ạ. Kêu vỏ, nhìn máy một cân luôn. Ba tiếng tới xíu đi ba. Tới tới vợ xíu đi chú. Rồi nhìn máy con nha dì ơi. 1, 2, 3. Ok vậy rồi. Và sẽ được mời dì hai cùng với cha của con dâu bắt tay ạ. Từ từ cái bắt tay này Mỹ Sinh sẽ được phép công bố từ ngày hôm nay. Từ ngày 29 tháng 2 năm 2024 âm lịch. Thì chủ hôn hai bên gia đình đã chính thức nên nghĩa thân gia. Cô dâu chú rể nên nghĩa vợ chồng. Và xô tràn vỗ tay chúc mừng ạ. Dạ con cảm ơn chủ hôn hai bên gia đình rất là nhiều. Con mời cô chú trở về bàn tiệc để dùng một bữa cơm cùng với nhau thân mật ạ. Em xinh đẹp như một bông hoa hướng dương. Mời cô dâu chú rể đang xa rất rộng ạ. Nhẹ nhàng nơi đây anh như ngôi sao. Em mới quen anh như một gã mơ cờ dài. Em như nàng thơ mà ai ai cũng mơ. Lên thêm một chút nữa, chúng ta lại hướng đến một tình yêu thương mới. Đó chính là đạo nghĩa phu thê, là tình nghĩa vợ chồng. Hồn luôn hướng về nhau, dù cho cô dâu tìm đến được với nhau. Đó là nhờ tiếng gọi của tình yêu, là nhờ nhịp đập của con tim đôi lứa. Xin mời cô dâu chú rể cùng nhau cắt bánh hồng. Từ ngày hôm nay, từ giây phút này, chú rể Gia Huy đã có cô dâu Mỹ Hằng. Lần mời cùng nghe chim mọc sẽ vui, cùng nhớ tình cảm của hai đứa con mới đẹp mãi như anh trong lòng. Em tình hưởng đức giây hạnh phúc, cùng nhau chia sẻ những đắng cay của cuộc đời này ạ. Mỹ xin sẽ được mến chúc cho các bạn. Rồi, xin được mời cô dâu chú rể nếm trải vị ngọt đầu tiên cho cuộc sống hôn nhân vợ chồng ạ. Cô dâu chú rể thân mến, trong cuộc sống này không phải lúc nào nó cũng trải đầy hoa hồng, mà có những lúc buồn và giận. Mà khi chồng giận hết thì còn có bất ngờ, cơm sôi tơ lửa một đời nó cất nghe. Mà dù rằng cơm hận chú rể cũng vui lòng anh hết chẳng có được chen nhau nhờ. Anh ơi, tình ta như rượu ở đây, đang sự nghi ngất ai gì mà chú ba nghe. Anh ơi, hãy giữ tình ta, rằng lòng đồng bạc mãi thương nhau hà. Và rượu hờn đổ xong, bây giờ muốn cưới hãy thì cắt ra. Vậy cô dâu ơi, bình thường hai người hôn nhau, ai là người chủ động hôn ai trước à? Cháu quen không biết. Hết biết rồi, cô dâu không biết ai hôn trước hết trơn á. Vậy chú rể ơi, bình thường á, chắc thấy chú rể mạnh dạn vậy, chắc chú rể chủ động quá. Vậy thì ngày hôm nay, chú rể đã thức khuya dậy sớm trước cô dâu về nhà. Thì chú rể chỉ việc đứng im, mắt lim dim và tim cứ thình thịch đợi chờ niềm hạnh phúc của mình thôi nha. Hôm nay cô dâu sẽ là người chủ động hôn chú rể à. Và xin được mời cô dâu tiến 3 bước về phía bên phải à. Rồi, đến từ 1 đến 3 cô dâu chạy qua hôn chú rể luôn nha. Và xin được mời tất cả quý vị bên dưới chúng ta cùng vỗ tay và đến từ 1 đến 3. Và vỗ tay thật dài để cho cô dâu hôn môi chú rể thật lâu nha quý vị ơi. 1, 2, 3, tới lần cô dâu ơi. Chúc mừng tình thiên mãn, bắt đầu lâu lâu nha, lâu lâu. Hãy thích thiên cùng chúc mừng lâu 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 lâu. Hãy tâm hồn mãi mãi bên nhau, như tôi với thở. Ngựa phi ân quán ngóng nành, kỳ hoa cùng ân lá xanh xanh, mang theo cao trào sừng lê, ngày đôi mình ân duyên phu đê. Từ đây cây đắng măng nồng sẽ có đôi vai ân cộng, gọi nhau hai tiếng gia chồng suốt đời em ơi. Em có biết
con sóng dâng trào. Đêm giờ anh hơi ngắm nhìn lên bầu trời trên cao, thầm mọi gì sao chừng nào con lấy được nàng. Và anh trong sông xuôi không phải tính tới lui, liều một phen đi ra gặp em ngỏ lời cầu hôn. Cầu mong em cho anh ôm hôn để thèm mừng mình chốt. Tonight.
Xuân sang hoa lá đâm bông nở rồi em có biết không, trên kia cánh ngắn cũng bay nô đồ vui mùa lần quanh. Mùa đông đã qua rồi nè, tình mình cũng đã đâm sâu rồi, còn chờ chi hơn người đời ta cười đi em. Năm nay ta cưới nhau nha, xin mama cho ta về ngôi nhà, trời cao sẽ duyên cho mình rồi em ơi. Hương hoa muôn sắc xinh tươi, đám cưới đời mình linh đình, công tơ và người đã kết duyên. Xuân sang hoa lá đâm bông nở rồi em có biết không, trên kia cánh ngắn tung bay nô đồ vui mùa lần quanh. Mùa đông đã qua rồi nè, tình mình cũng đã đâm sâu rồi, còn chờ chi hỡi người ơi ta cưới đi. Mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em còn ngại ngùng, cầu chầu anh cũng đã mang qua, cầu mong hai bên là cùng hòa. Và nhờ cô bác đằng xa tới chung vui ngày cưới của ta, rằng năm cô tí sinh ra ba má ta vui mừng tăng ca. Này sao mà vui quá xá, đặc biệt hơn cả là được rước em về nhà, ra mắt ba mẹ rồi cùng ngồi vui cá, miếng nước tí trà thế là nên thành xuôi giá. Em còn ngại chi nữa, không có biết à, đưa tay anh nắm xây đắp một căn nhà, trong đó có đôi mình và văn tiếng của trẻ thơ, sống mà không cần nghĩ tới những chuyện ngu vơ. Xuân sang hoa lá đâm bông nở rồi em có biết không, trên kia cánh nắng tung bay nô đồ vui mùa lượn quanh. Mùa đông đã qua rồi nè, tình mình cũng đã đâm sâu rồi, còn chờ chi hỡi người ơi ta cưới đình đi em. Mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em còn ngại ngùng, cầu chầu anh cũng đã mang qua, cầu mong hai bên là tương hòa. Và nhờ cô bác đằng xa tới chung vui ngày cưới của ta, rằng năm cô tí sinh ra ba má ta vui mừng thác ca. Cô gái quê đôi mươi đẹp xinh nhưng chưa chồng, ngày đêm mong có ai cùng nhau nối tơ
ngoài non lá phấn son dũng về. Anh ơi, anh đừng vội chê, eo thon mặt biển, lỡ làng anh có.